Bây giờ tao đố mày nha. Làm sao để mở được cái ổ khóa này mà không sử dụng chìa khóa, mà cũng không phải đập bể cái ổ khóa này ra, với điều kiện đó là cái này phải còn nguyên vẹn mà vẫn mở được. Được không? Ồ, hôm nay mày đặt đố đồ. Chứ sao nữa, làm được không? Em đâu phải thời sự khóa đâu. Thua đó, làm xem ơi. Biết đâu mở. Không biết, đố người khác. Chứ tao tưởng mày biết. Mỗi giùm mày chứ, làm mất chìa khóa mở được đâu. Tự nhiên đứa nào đi bấm lại vậy? Mày đặt. Thôi rồi, đợi xíu, nghiên cứu ấy. Rồi, ok, bây giờ bố cắt rồi. Bây giờ chị đi kiếm giùm em một hộp diêm. Giờ này em bấm diêm kiếm. Thì không có diêm gì kiếm đi mới có chứ, không phải đặt trên mạng á. Chờ xíu. Chuẩn bị xong hết rồi đó, làm gì nữa. Rồi, bây giờ chị lấy cái đầu muộn này nè. Chị cạo giùm em cái phần bột diêm ra ngoài. Đó, cạo càng vụn càng tốt. Ok. Rồi, nhanh nào. Được chưa, được chưa. Chị nghiền nát đi, được rồi đó. Được rồi, chị nghiền nát đi. Nghiền cho nó nhỏ lại xíu. Thành bột mịn như vậy. Thì đúng rồi, em nói chị làm cho nó mịn lại. Được rồi chị, được rồi. Thôi, chị đổ cái bột vô trong cái lỗ này. Đổ vô cái lỗ khóa à. Đúng rồi. Vừa vừa thôi nha, kín quá. Ừ, đang đổ này. Cái tâm này đâm vô. Chập cho nó kiếm đổi gì. Thông minh rồi đó. Chị mày thông minh, ai thông minh vậy? Thông minh. Đúng rồi, chị đâm cái cây đó vô. Rồi, bỏ xuống đi. Mà đốt này nó đổ banh mặt ra rồi hả? Trời đất ơi, sợ dữ vậy. Chắc rồi, không? Chắc nè, đốt đi. Không thua gì. Rồi, không. Chị lấy cái que chị mồ vô cho nó an toàn. Chắc đấy nha. Ừ, đố đi. Trời. Trời đất ơi. Làm đen luôn cái dĩa ra này. Đen luôn cái ổ khóa luôn. Rồi nó bung ra đâu? Em biết đâu, thấy trên mạng người ta làm được mà. Xin ba biết trên mạng. Bây giờ sao? Giờ chị đem ra tiệm khóa đi chứ. Chứ bây giờ nếu mà chị mở ổ khóa đó, chị không chịu khóa sao chị xài. Đúng không? À. Đăng viên chẳng phải ra tới thợ khóa. Trời ơi, bà cũng rảnh lắm. Ủa, tao tưởng mới thông minh. Đi rửa dĩa ra, đang thui nè. Thôi, em nghĩ ra ý tưởng thôi, chị dọn dẹp đi chứ trời, một đống này.